khi mà các bạn bước lên là các bạn có thể thấy sự khác biệt là, bởi vì ở ngoài kia rất là ồn ào, mà tôi ngồi trong cái căn phòng này với một cái tâm thế rất là thoải mái, rất là relax, là tôi không bị tất cả những cái tiếng ồn ngoài kia nó làm phiền. Upside down, sharing the love we are receiving.